Khi sử dụng một mẫu CPU, anh em sẽ thường nhìn thấy ngay tên mã ở ngay trên sản phẩm. Thế nhưng, cái tên mã này được đánh số ngẫu nhiên hay có cách đánh cụ thể và làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được những cái dòng CPU? Thì một tên mã đầy đủ của CPU Intel sẽ bao gồm là 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là thương hiệu CPU, yếu tố thứ hai là dòng CPU, yếu tố thứ ba là thế hệ, yếu tố thứ tư là số hiệu và yếu tố cuối cùng là hậu tố CPU. Đầu tiên thì mình sẽ muốn nói tới đó chính là về phần thương hiệu của CPU. Đây là yếu tố quyết định mục đích sử dụng của cái CPU đó. Thương hiệu của CPU của Intel anh em sẽ nghe rất nhiều, phổ biến hơn cả là Intel Xeon. Nghe thấy ở trên máy chạm, máy chủ ngày xưa thì Xeon dùng cho cả game thủ. Thế nhưng bây giờ thì phân khúc dành cho game thủ sẽ có một tên khác là Intel Core i, chính xác hơn là được phân cấp một cách rõ ràng hơn. Thì ở dưới Intel Core i thì có cả Pentium và Celeron, thì đây là dòng CPU thấp nhất của Intel dùng cho những cái bộ máy cơ bản. Rồi quay trở lại một chút, cái yếu tố mà mình muốn nói tới đó chính là cái CPU dành cho game thủ hay những người dùng cơ bản, đó chính là Intel Core i. Vậy thì kế bên thương hiệu của CPU đó chính là dòng CPU. Thì với dòng CPU Intel Core i thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 loại i3, i5, i7 và i9. Y càng cao thì bộ vi xử lý càng mạnh. Những bộ vi xử lý Intel Core i3 sẽ mang lại những hiệu suất chơi game cơ bản. Cao hơn i3 là i5 thì sẽ cho lại cái hiệu suất chơi game trung bình. Và cao hơn i5 nữa chắc chắn sẽ là i7, sẽ mang lại những cái hiệu quả chơi game cao. Và tốt nhất là Intel Core i9 sẽ mang lại khả năng chơi game là nhanh nhất. Tất nhiên thì với Intel Core i9 cái việc chơi game là dĩ nhiên rồi. Anh em hoàn toàn có thể làm được rất nhiều công việc liên quan đến Intel Core i9. Vậy thì sau chữ Y đấy là gì? Đấy là thế hệ của CPU, và cái đấy sẽ biểu thị cho là phiên bản thứ bao nhiêu. Thế hệ đầu tiên thì sẽ không có số gì cả, và từ thế hệ thứ 2 đến thế hệ số 12 thì sẽ biểu thị ở ngay tên sản phẩm. Ví dụ như Intel Core i9 12, đấy đúng không? Hoặc là Intel Core i7 11, thì đấy chính là cái tên thế hệ và cái tên phiên bản. Thì mỗi một thế hệ cũng sẽ tương ứng với cái số hiệu của CPU luôn. Cái số hiệu của CPU này ấy, là cái yếu tố thứ 3, sẽ bao gồm tổng cộng là 3 chữ số là từ cao thấp để phân định về sức mạnh của dòng CPU đấy. Những cái số hiệu mà anh em thường thấy ở trên thị trường bắt đầu từ 100, 400, 700, 900 và đều là những cái phân cấp rất là cơ bản và dễ nhận dạng. Ví dụ cụ thể hơn nữa đi, chúng ta có Intel Core i3 12100, tức là số hiệu bắt đầu từ 11, với Intel Core i5 thì số hiệu sẽ là 400. Ví dụ như Intel Core i5 12400, tương tự như vậy chúng ta có i7 là Intel Core i7 12700 và Intel Core i9 sẽ xuất phát từ đầu 8 hoặc 9, nhưng phổ biến hơn cả là đầu 9, Intel Core i9 12900 hoặc là 12900K. Tuy nhiên thì đôi khi anh em sẽ nhìn thấy những cái tên mã lẻ khác và không giống như cái quy cách đánh dấu thông thường. Những cái phiên bản đấy được gọi là phiên bản đặc biệt và chỉ được sử dụng trên những cái thiết bị khác, ví dụ như là laptop hoặc bất kỳ một thiết bị nào đó. Một cái đơn giản dễ hiểu hơn thì ngày xưa khi mà collab với bất kỳ một cái thương hiệu nào, ví dụ như kiểu Avenger chẳng hạn, thì chúng ta có một mẫu CPU Intel Core i9 850K. Tất nhiên đấy là ngày xưa khi mà collab với Avenger để quảng cáo phim thì chúng ta mới có những sản phẩm như vậy, còn hiện tại đều theo những cái cách đánh dấu thông thường. Yếu tố thứ 5 cũng là yếu tố cuối cùng là hậu tố của CPU. Yếu tố này sẽ giúp cho định hình được chính xác cái nhu cầu sử dụng của một dòng CPU. Thì với một mẫu CPU thông thường, nếu như anh em không nhìn thấy hậu tố thì đấy là những mẫu CPU cơ bản nhất ở trong phân khúc. Nếu chúng ta có một cái hậu tố khác đi, một hậu tố có bắt đầu bằng chữ F thì tức là một cái vi xử lý không được trang bị đồ họa tích hợp. Yếu tố có hậu tố là dòng K thì liên quan đến việc là mẫu CPU đấy có thể ép zoom, và đặc biệt nhất là dòng X, tức là dòng Extreme cao nhất của Core i. Tuy nhiên thì hiện tại gần như dòng Extreme đã biến mất bởi vì những cái dòng CPU cơ bản của Intel cũng mang cái hiệu năng vô cùng ấn tượng rồi. Vậy thì với hầu hết những cái dòng CPU cơ bản sẽ luôn được đặt tên theo cái tiêu chuẩn giống nhau để cho người dùng dễ phân biệt. Và nếu có bắt thằng bạn nào đấy bảo là tao không dùng Intel Core i3, i5, i7, i9 mà nó dùng i8 hoặc i10 thì cũng đừng bảo nói phét, biết đâu nó không nói CPU, nó đấy nó ô tô của nó thì sao. Ok, hẹn gặp lại anh em trong video sau.